Vâng, em xin chào các anh. Em tiếp tục em lên cho các bác ở đây là theo yêu cầu của những bác nào mà cần những cái dòng đời cao, đời chín các bác nhé. Dàn đầu chín của Onkyo để mình về mình nghe nhạc ở trong phòng khách, phòng ngủ, diện tích khoảng 20-25 m² đổ về. Nếu các anh nghe trong phòng ngủ, diện tích phòng ngủ của mình khoảng 10-15 m² thì bộ này nghe quá tuyệt vời luôn. Phòng khách thì mình có thể đã nghe ở mức vừa phải, không ảnh hưởng đến ai, rất là tuyệt vời nhé. Đây thì đây là bộ Onkyo FRN9X, đời cao nhất của đời N9. Đấy. N9 thì sẽ có N9, N9X và N9TX, thì đây là N9X và N9TX và N9 là ba đời cao nhất của đời N trong cái phân khúc của nó không USB. Đấy. Còn trên nữa thì nó sẽ có đời USB là đời N9FX, N9X, N9XX. Đấy, thì những cái đời đấy thì nó là một cái đời khác rồi nhá. Em đang nói ở đây là cái đời N9 không USB, thì đây là đời cao nhất của các cái đời đấy. Như yêu cầu các anh nhá, anh làm đang cần những cái bộ mà CD nó còn đọc như thế, em test được cho các bác ở đây là một cái con N9X này là nó vẫn đang đọc CD bình thường nhá. Và đây là một cái đĩa tự ghi nhá các anh nhá, này là vẫn cứ chạy được ok luôn. Đấy. Thì bác nào mà đang cần những bộ mà đọc được cả CD nhá thì lấy bộ này là ok này. Tuy nhiên em cũng xin nói luôn là cái phần đĩa này là em test thêm thôi. Còn các anh về dùng được đến lúc nào các anh dùng nhá. Đấy. Ở đây em dùng đĩa tự ghi em thử thì thấy vẫn đọc thì chứng tỏ mắt của nó nói chung là còn tốt. Đấy. Có những con nó về là đĩa tự ghi không đọc luôn, đĩa tự ghi không đọc luôn, chỉ đọc đĩa xịn thôi. Những con đấy thì mắt nó sẽ hoa hụt hơn, nhưng những con này là mắt còn ok, tốt đấy các anh nhé. Hay nào lấy bộ này alo em. Đấy, cái mắt này là em cũng xin luôn, em không bao cái mắt CD này nhé, về mình dùng đấy khi nào mình dùng thôi. Onkyo FRN9X hàng đấu mạng còn siêu đẹp này, ngoại hình của bộ dàn đấy nhá. N9X, nó N9X luôn. Đấy. Cả bộ của nó đồng bộ nhé. Những bộ này thì là nó cho tiếng bass nó đánh sâu chắc và cái trung âm nó sáng, tép mịn. Nhìn chung ba giải tiếng rất là đều để mình nghe nhạc và đủ thể loại nhạc được nhé. Đấy. Đấy. Ok nha. Đấy, đĩa chạy ok nhá. Đấy. Thì anh nào hỏi đĩa thì là đấy nhá, em tìm được cho các bác bộ dàn đọc cả đĩa nhá. Bình thường nhá, em bán không bao chạy đĩa đâu. Cái này là gọi em test thêm thôi nhá. Đây bây giờ em sẽ trở về tiếp các cái chức năng kết nối cổng quang, kết nối cục điện thoại của cái máy này nhá. Chủ yếu nhà em bán là bao chạy công suất để cắm điện thoại máy tính và cắm cổng quang TV nghe nhạc. Đấy, chứ còn đĩa điếc là đấy. Như đã nói nhá. Đây thì để kết nối điện thoại máy tính này. Đấy, thì mình sẽ ấn input chuyển sang các đường vào của thứ nhất là dock này. Thứ hai là tape này, thứ ba là line này. Đường line sẽ là đường cắm dây 3.5 ở phía trước này. Đường dock và đường tape là đường cắm dây AV ở phía sau nhá. Đấy. Đấy. Cho tiếng bass đánh rất là có cái độ sâu chắc và cái trung âm sáng và tép mịn nhé. Đấy, các anh nghe nhạc bolero nhạc vàng guitar không đời và remix được rất là ok. Nói chung là đừng nghe được nhiều thì lại nhạc. Một đoạn nhạc guitar không lời để bây giờ em sẽ mở một đoạn remix nhá. Rồi em xin mời các bác nghe một đoạn remix nha. Oh,
đấy là một đoạn remix và một đoạn guitar không đời. Còn đây là mình muốn nghe nhạc trữ tình cũng được nhá. Ở đây em sẽ mở cả sang cái đường quang để test đường quang cho các anh này. Thì con này nhá thì là mình sẽ có thể kết nối cổng quang để nghe nhạc. Đấy. Thì khi mà muốn kết nối cổng quang thì mình sẽ phải có nguồn quang nha. Đây, ví dụ nguồn quang của nhà em ở đây là một cái đĩa CD này. Đấy. Em sẽ thử bật một đoạn nhạc từ cái đĩa CD để cho các bác nhé. Đấy. Ok chưa? Đấy, bộ dàn on cơn N9X nhé. Đấy. Chạy được cả CD, chạy được cả đường quang mà chạy được cả kết nối điện thoại máy tính cho anh nhé. Đấy. Thì bộ dàn này thì nó đời cao nhất rồi. Hơn 4 triệu bộ này. Bộ này là 4 triệu 300. Đấy. Thì bác nào mà lấy bộ này thì báo em nhé. 4 triệu... Thôi con này nhé. Con này em hôm nay em bán giá... 3 triệu 900 nghìn. Đấy, 3 triệu 900 nghìn nhá. Bác nào mà mua bộ này thì báo em ngay nhá. Số điện thoại đặt hàng là 0979 891 682 hoặc là 0966 594 581 các bác nhá. Đấy, bộ này hôm nay em bán lại 4 triệu 3, em bớt cho các bác bộ này thôi nhá, 3 triệu 900 nghìn. Đấy, còn các bộ sau nó về thì em chưa biết được. Bộ này hôm nay bán vui vui bán 3 triệu 900 nghìn bộ này nhá. Xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo bên em nhé. Để đặt hàng thì liên hệ số điện thoại là 0979 891 682 hoặc là 0966 594 581 nhé. Các bác lấy hàng thì nhớ giá luôn nhé. Không em cũng có khi em phát cái giá này xong khi em vẫn sẽ nhớ giá 4.3 đấy. Em cũng không nhớ cái giá 3.9 là mấy đâu. Bởi vì là thường nhà em vẫn bán được giá như thế. Đấy. Có bộ này thì em bán thật đấy thôi nhé. Các bác nào mà lấy bộ này thì gửi đúng video này cho em nhé. Đấy. Đấy, bộ dàn này thì series của nó cục là 0902C, series của loa là 5148 nhé. Đấy. Ok nhá. Vâng, em xin chào các bác và xin gặp lại các bác trong những video tiếp theo bên em.